Ngày 27 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hủy hoại rừng, tuyên phạt 6 bị cáo tổng cộng 31 năm tù giam. Mức án này đã giảm từ 1 đến 2 năm so với phiên sơ thẩm. Các bị cáo đều thường trú tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2022, Võ Quốc Sĩ thuê Phạm Long Jin, 37 tuổi, Hồ Văn Oanh, 47 tuổi, Nguyễn Hoàng Thoại, 25 tuổi, Võ Minh Luân, 24 tuổi, Võ Văn Lãm, 28 tuổi, phá rừng với tiền công 800.000 đồng một ngày, và thuê Nguyễn Trường Trinh, 36 tuổi, là người cảnh giới với tiền công 500.000 đồng một ngày. Lợi dụng đêm tối, khoảng 21 giờ cùng ngày, Jin, Oanh, Thoại, Luân, Lãm và Trinh tập trung tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh. Sĩ chuẩn bị 4 máy cưa xăng, 3 cưa tay, đèn pin, nước uống và thức ăn dẫn đường cho cả nhóm. Đến 22 giờ cùng ngày, tất cả kéo vào tiểu khu 76 rừng phòng hộ thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc tại khu phố 7, phường Dương Đông. Tại đây, Sĩ phân công Trinh ngồi canh đường cho cả nhóm phá rừng. Sau đó, Sĩ đưa cho Oanh, Luân, Lãm, Trinh, Thoại cưa cầm tay và máy cưa xăng cùng nhau cưa hạ cây rừng. Sáng hôm sau, các đối tượng trên bị lực lượng kiểm lâm thành phố Phú Quốc tuần tra phát hiện bắt quả tang khi đang phá rừng. Diện tích rừng bị phá hoàn toàn là 12.790 m², 214 cây rừng bị thiệt hại với khối lượng gỗ là 20.124 m³. Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc đã tuyên phạt Jin 8 năm tù giam, Oanh, Thoại, Trinh, Luân và Lãm mỗi bị cáo 7 năm tù giam, đồng thời buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính 800.000 đồng, bồi thường thiệt hại cho Vườn Quốc gia thành phố Phú Quốc gần 58 triệu đồng. Tuy nhiên, các bị cáo không chấp nhận mức án này và đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Rin 6 năm tù, giảm 2 năm, Oanh, Thoại, Trinh, Luân, Lãm mỗi bị cáo 5 năm tù, giảm 1 năm về tội hủy hoại rừng. Ngày 27 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp cùng Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội và Công an các quận huyện đã thành lập các tổ công tác kiểm tra 11 tiệm sửa xe, nghi độ xe cho quái xế và phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đột xuất ghi nhận các cơ sở đều có dấu hiệu kinh doanh thêm các dịch vụ, thay đổi đặc tính kết cấu xe, độ xe. Nhiều xe máy đang sửa chữa có dấu hiệu thay đổi đặc tính xe, không có lốc máy, không có số máy, không xuất trình được giấy đăng ký xe và nhiều linh kiện phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lãnh đạo phòng BC08 nhấn mạnh trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình, thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Anh Tiên, 48 tuổi, trú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tài xế xe khách Phương Trang trong vụ tai nạn làm 3 người tử vong. Tài xế Nguyễn Anh Tiên bị bắt về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, như báo Sài Gòn Giải Phóng Online đã thông tin, vào khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 2, xe khách Phương Trang 51B19956 chở theo 30 hành khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Quảng Ngãi, Quảng Nam. Khi đến đoạn qua thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, thì tông vào đuôi xe tải 81C15690 chở gạch đậu bên đường. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương. Sáng ngày 27 tháng 2, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an bị tông trọng thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 26 tháng 2, trong quá trình làm nhiệm vụ phối hợp kiểm tra nồng độ cồn giữa tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát Giao thông và Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Biên Hòa trên đường Võ Thị Sáu thuộc phường Thống Nhất, Thiếu tá Lâm Văn Lâm, cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện xe máy do một nam thanh niên điều khiển chạy nhanh với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, điều khiển phương tiện vượt qua Thiếu tá Lâm. Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu đang làm nhiệm vụ đứng phía sau Thiếu tá Lâm bị đối tượng điều khiển xe máy tông xe vào người và sau đó đã bỏ chạy về hướng đường Hà Huy Giáp.
Tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Biên Hòa đã dùng mô tô đuổi theo, nhưng nam thanh niên này chạy xe máy không biển số, vào hẻm khu dân cư và trốn thoát. Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 7B. Do vết thương nặng, anh đã được chuyển đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an thành phố Biên Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy tìm dấu vết đối tượng và khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 27 tháng 2, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại công ty Highlight Smart Home Việt Nam, chuyên sản xuất gỗ, thuộc khu công nghiệp Minh Hưng 3, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, thiêu rụi hàng trăm mét vuông nhà xưởng. Thông tin ban đầu khoảng 10 giờ cùng ngày, một số công nhân đang làm việc trong công ty bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại khu vực hàng xì, sau đó nhanh chóng lan rộng ra khu vực xưởng sản xuất gỗ. Nhận tin, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai phương án dập lửa. Sau gần 1 giờ ứng phó, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn tuy không gây mất mát về người, nhưng khiến nhà xưởng đổ sập, mức độ thiệt hại chưa thể thống kê. Hiện Công an đang đánh giá thiệt hại, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Chiều ngày 27 tháng 2 tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, chấp hành viên cao cấp Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 2. Tại lễ trao quyết định, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái nhận định, trong thời gian công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, trải qua nhiều đơn vị, ông Nguyễn Văn Hòa luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện và có những đóng góp tích cực góp phần tạo nên thành công chung của Bộ Ngành Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ông Nguyễn Quang Thái tin tưởng rằng, ở cương vị mới, ông Hòa sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chuyên môn, năng lực quản lý, đoàn kết cùng tập thể Tổng Cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 27 tháng 2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ khoa sản vừa thực hiện thành công ca mổ sản, đón một trẻ sơ sinh cân nặng 6kg. Đây là trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh chào đời có cân nặng lớn nhất tại bệnh viện này. Các bác sĩ chẩn đoán lần sinh nở này thai nhi to, trọng lượng lớn hơn so với bình thường, trong khi bản thân sản phụ có 2 vết mổ đẻ cũ. Ngay sau đó, các bác sĩ chỉ định mổ đẻ lấy thai nhi, ca mổ đẻ được thực hiện thành công. Hiện tại, tình hình sức khỏe của sản phụ và bé ổn định, đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.